Một con người mà khi hiếu với cha mẹ là tức khắc có phước. Một con người mà bất hiếu với cha mẹ là con người này tiêu rồi, chắc chắn luôn. Người mà bất hiếu với cha mẹ là giống như nhà mà không có nền vậy, không có nền móng với lại sập là chắc chắn. Còn con người nghèo cỡ nào nghèo nhưng hiếu với cha mẹ, hòa thuận với anh em là con người này có tương lai, chắc chắn là có tương lai. Còn một con người mà bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em, giành giật của cải nhau, sát phạt nhau là con người này dù có giàu cỡ nào trước mắt quý vị thì con người này cũng chắc chắn là không tồn tại đâu quý vị à. Vì trong cái cuộc đời này chúng ta học Phật Pháp chúng ta hiểu rồi, đạo đức mới tồn tại. Còn nếu như không có đạo đức là không bao giờ tồn tại. Nên con người ta cứ mãi tranh danh đoạt lợi hơn thua để tổn phước đức, nên cuối cùng nó không có tồn tại lâu đâu quý vị à. Mình là người tu dù là nghèo về nghèo, nhưng nhớ cái câu nghe, nghèo cho sạch rách cho thơm. Nghèo mà có đạo đức còn hơn giàu mà không có đạo đức. Nghèo mà hiếu với cha mẹ còn hơn là giàu mà bất hiếu với cha mẹ. Nếu như chúng ta mỗi ngày cứ biết đi kiếm tiền mà nói về cái chuyện hiếu với cha mẹ là nói bận, không có thời gian. Hoặc là gần Tết về thăm cha mẹ thì nói năm nay bận quá, làm ăn chưa có tiền, chờ chừng nào có tiền đi về thăm. Vậy thì chờ chừng nào cha mẹ chết rồi về thăm. Phần nhiều lắm quý vị à, rất là nhiều người là chết rồi mới về, rồi khóc, rồi làm đám ma cho lớn. Anh em tập trung với nhau nhậu nhẹt chia buồn, rồi mỗi năm đám giỗ thì mâm cao cổ đầy, mà cha mẹ còn sống thì lại không chịu lo. Quý vị nên lo cho cha mẹ lúc còn sống, giúp cho cha mẹ vui lòng. Rồi quý vị nên giúp cho cha mẹ mình biết tu nhân tích đức, niệm Phật cầu giải thoát. Việc này là việc quan trọng nhất mà quý vị nên làm lúc còn sống á. Còn chết rồi á, chỉ cần quý vị niệm Phật cho cha mẹ thôi. Dù quý vị mua đồ hũ về kho, bây giờ quý vị cũng là con đại hiếu nữa. Còn nếu như quý vị mua 10 con bò về làm thì cũng là đứa con đại bất hiếu. Tại vì làm cho lớn lên để quý vị ăn á mà, làm gì không là bất hiếu. Còn cái này là mình vì cha vì mẹ, nên bây giờ cha mẹ mắc đi chưa gì hết là đi coi thầy, đi liệm, đi tắm rửa rồi. Giờ này là giờ tốt cho mình rồi. Bây giờ mình nghĩ gì cha mẹ, mình niệm Phật cho cha mẹ đi. Rồi á, mình chưa ăn chay luôn, nhưng mà mỗi năm đám giỗ của cha mẹ thì mình không có sát sanh. Còn mình muốn ăn mặn thì ăn ngày nào á, đừng có ăn ngày đó. Vì cha mẹ của mình chưa tu bao nhiêu đâu, có khi còn đọ nữa kìa. Chứ đừng có nói chi mỗi năm còn xả suốt. Bây giờ mỗi năm mình còn xả thêm nữa thì đỏ càng đỏ. Còn đốt giấy tiền vàng bạc thôi đừng có làm nữa. Việc này nó không có kết quả. Cảnh giới thì có cõi trời cõi người cũng tốt, mà mình có đẩy xuống âm phủ không à. Đốt giấy tiền vàng bạc cho nhiều, đốt nhà to, đốt nhà lầu. Còn lúc còn sống thì ở cái xó. Nhưng mà lúc chết rồi thì nhà lầu, nhà cao tầng, đốt em đẹp đẹp xuống cho phục vụ, làm cái chuyện tàu lao, đúng không? Làm chuyện này là quá tào lao. Nó nên cái quan trọng là lúc cha mẹ còn sống quan tâm đi, nhiệt tình lo lắng đi, giúp cho cha mẹ vui lòng, rảnh rỗi sắp xếp đến thăm đi. Nói với vợ chồng thôi, mình về thăm cha mẹ anh ơi, cha mẹ già rồi, gần chết rồi, còn mai mốt chết rồi về không có ý nghĩa gì đâu anh. Có nhiều người cha mẹ còn sống không có về thăm đâu, mà khi chết á là về á, vừa tới cái cổng nhà là nó lết vô không à, nó lết vô nó la nó khóc, giống như làm cho đẹp mắt người đời, cho rằng con bất hiếu, con yếu á, hiểu không? Rồi bắt đầu là đám cha mẹ, mình là người biết tu, đừng có thuê vàng chống vàng kèn, thổi chi sùm, hiểu không? Đừng có mướn mấy cái người mà ta ca hát gì ca. Chắc mình mừng cha mẹ chết đi đỡ một chén cơm hay sao mà, nên mình hát tá lả âm binh, đúng không? Hiếu là hoàn toàn chỉ có niệm Phật và toàn làm đồ chay ngày cha mẹ chết đi. Còn chấp điếu thì nếu nhà mình nghèo quá thì dùng số tiền đó để trang trải cái đám của cha mẹ, còn dư bao nhiêu toàn bộ làm phước điền hết, không có xài một cắc nào trong cái đồng tiền chấp điếu. Vì tiền chấp điếu là tiền của bá gia bá tánh, mình mà dùng là không có nên. Bây giờ nói mình đi người ta trả lại, nhưng mình bây giờ biết tu rồi, bây giờ nếu không chấp điếu luôn thì mình không làm được điều tốt. Bây giờ mình dùng tiền chấp điếu đó đó, nếu nhà nghèo quá đó nghe, thì dùng một chút tiền chấp điếu đó đó để mà trang trải đám ma, đám chết. Còn nếu như dư ra bao nhiêu thì toàn bộ làm phước thiện hết, hồi hướng cho cha mẹ của mình.
Nó còn nếu nhà mình có điều kiện đó thì toàn tiền chấp điếu này phải làm phước thiện hết. Còn chính mình làm con bỏ tiền ra để lo đám cho ông bà cha mẹ, việc này thì quý vị nên làm đi, thì chắc chắn là quý vị sẽ có kết quả rất là lớn cho cái cuộc đời quý vị sau này. Con quý vị nó sẽ đối đãi y rang như quý vị đã đối đãi với cha mẹ mình. Quý vị nhớ cái câu nghe, giọt nước trước nhiễu làm sao thì giọt nước sau nhiễu làm gì. Hồi nãy như Đức gặp một cái cô cách nay 9-10 năm về trước, khi cô cúng dường cho chùa 2 tấn gạo, nhưng Đức hỏi cô làm nghề gì thì cô cũng làm chủ đó. Thì bắt đầu những Đức nói cô một câu, như Đức nói nè, cô à, cô nhớ nghe, cô có được 2 tấn gạo này cúng trong chùa là rất nhiều đôi tay người làm công cho cô, làm cho cô dữ lắm á. Cô nhớ, cô nên đối đãi những người làm công này tốt một chút, thà cô cúng chùa 1 tấn, cô lấy 1 tấn này cô chia bớt cho cái người làm công cho cô miếng đi. Thì tức khắc á, cái đó là cái xác thực nhất là người bên cạnh mình. Rồi từ từ cô dẫn dắt cho người ta biết tu nghe không, cô cứ làm đúng vậy đi. Thì cô này cũng nghe lời những Đức hồi nãy, cô nói một câu nhờ thầy chỉ 9 năm về trước. Con về con chăng thật con làm, bây giờ gia đình con sự nghiệp phát triển vô cùng là nhờ thương người ta bên cạnh, thương người thân mình bên cạnh, thương người làm công làm chủ mà thương người nghèo, vậy thì người ta hết lòng người ta giúp đỡ mình thì sự nghiệp mình phát triển, sự nghiệp càng phát triển thì càng thu phước duyên, vậy thì cả đời quý vị hưởng phước đời đời kiếp kiếp cũng không hết. Đó gọi là ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Cái buổi nói chuyện này chia sẻ với quý vị mà cũng khắp nơi nơi người ta được nghe, nó rất là lợi ích. Nó bây giờ mỗi người đều có một chiếc máy niệm Phật mà có hình Bồ Tát Quán Thế Âm này, giống như lãnh quy chương vàng rồi đó nghe. Lãnh quy chương vàng rồi đó. Đó, nên mà nhớ đi đâu cũng đeo máy niệm Phật hay chưa. Ôi ôi quý vị biết những Đức kể vì nghe câu chuyện nha. Cái cô này, cô cho đứa cháu cô 13 tuổi một chiếc máy niệm Phật. Một chiếc máy niệm Phật. Cô nói là con đi đâu cũng bật điều cái máy niệm Phật lên, bật cái điều niệm Phật lên nghe. Con bé này nó bật cái điều niệm Phật lên, nó nghe lời nó bật cái điều niệm Phật lên, mà nó không có niệm Phật nha. Mà cái máy niệm Phật thì nó bật lên vậy đó, mà niệm Phật mà bây giờ mà bật lên mình không niệm cũng như mình niệm tại nghe, hiểu biết không? Thì vị biết rằng là thì cái đứa bé này 10 mấy tuổi nó đi đến một cái nơi vang vắng, nó đang đứng cái chỗ vắng vẻ lắm, thì tự nhiên cái người phước mặt phước mài mà nói mà con bé này nó nghe, người phước mặt phước mài nói nè, xô nó đi, xô nhỏ này đi, xô nó đi. Xong cái có thêm một người nó nói một câu nữa, thôi, đừng xô nó mày, bé này nó niệm Phật á, mày xô cái người niệm Phật là tội chết, mày lựa cái người nào không niệm Phật mày hãy xô, còn cái người niệm Phật mày đừng có xô, xô người niệm Phật tội dữ lắm. Thấy không? Con bé nó 13 tuổi từ đó về sau nó siêng niệm Phật đừng có nói nữa, nó biết rồi. Nghĩa là người ta gặp duyên quý vị, gặp duyên vậy đó. Mà qua câu chuyện này cũng là một thông điệp để truyền tải cho chúng ta là đeo máy niệm Phật lợi ích cực kỳ lớn. Mà chính quý vị nghe danh hiệu Phật cũng thấy yên tâm nữa. Vậy thì bây giờ mình đeo máy niệm Phật là đúng rồi. Đó nên đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, mà phải bật lên, làm cái gì cũng đeo. Giết rồi cái tâm trạng nó nhẹ nhàng, ít phiền não lắm nghe. Đi vô rẫy ruộng đồ đó cầm máy niệm Phật theo, hoặc cầm chiếc máy nghe Pháp theo, cứ là nghe đi. Tự nhiên cái buổi trưa đấy bị không có thấy nóng bao nhiêu chứ. Nhiều người ta nói vậy đó. Có nghĩa là đi làm rẫy làm ruộng mà đeo máy niệm Phật hoặc đeo máy nghe Pháp treo bên để nghe, không có thấy nóng nảy bao nhiêu. Mà thời gian qua rất là mau. Thời gian qua rất là mau. Còn lúc trước mà mình không niệm Phật không nghe Pháp á, thì thấy thời gian sao mà lâu tới giờ về quá. Tại vì sao biết không? Nó không có cái tâm trụ vào một chỗ nào. Còn bây giờ cái tâm mà nó trụ vào Pháp nên thời gian nó qua rất là mau mà không có nắng nóng gì hết. Trong khi nắng cũng bình thường mà nó không nóng. Là vì sao? Vì cái tâm mình không có nghĩ nắng nữa. Không có nghĩ cái việc mà lâu hay mau mà mình nghe Pháp niệm Phật rồi mình làm việc. Vậy mà tâm trạng nó thoải mái làm việc, nó chạy việc dữ lắm quý vị à. Hay lắm. Nó buôn bán gì cũng gì, cái treo cái máy niệm Phật ngay cái chỗ buôn bán. Bán hột é hay là bán bánh tằm, bánh tiêu gì đó, bánh ít gì đó, bán khoai lang gì đó, cũng để cái máy niệm Phật ở trên cái thúng của mình, cái đồ đội, cái đồ gánh của mình đi á, hoặc là ngay cái sạp mình đó, để máy niệm Phật ngay vô đó đó. Cứ có cái tâm vậy, người đến mua một cái là người ta nghe câu Phật hiệu mình có phước. Người đến mua cái nghe câu Phật hiệu mình có phước. Còn chưa ai đến mua thì mình cứ ngồi đó mình niệm Phật.
Vậy mà niệm Phật một chút á nghe, bổ nguyện từ bi của Phật á, tự nhiên bữa nào mà trời mưa ế ế á, vậy mà niệm Phật chút có người đến mua. Thấy chưa? Thấy không? Đó, còn không ai đến mua thì đem gì ăn. Cái tâm người niệm Phật hoan hỷ, đúng không? Không ai đến mua thì mình đem về mình ăn. Vậy thôi, nghĩa là cái tâm vô cùng hoan hỷ, cái gì cũng hoan hỷ chứ nha. Những đức nói vì nghe nghe, ăn chay niệm Phật là một đại công, đại đức. Có khi cả đời mà làm mà làm hoài gian khổ. Vậy mà từ khi biết tịnh độ, biết ăn chay niệm Phật á nghe, thay đổi cuộc đời liền. Cuộc đời tự nhiên cái tâm trạng vui vẻ liền, không nói dòng do chứ. Nên cái pháp môn tịnh độ này hay dữ lắm. Nên những ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm hay Di Đà đó, ở ngoài Phú Yên á, những người nào mà phát tâm làm trưởng đoàn dẫn đi đó nghe, nên chân thật phát tâm. Những đức nói quý vị làm cái chuyện mà dẫn người đi tu, đây là cái việc quan trọng nhất trong cuộc đời quý vị. Quý vị biết á, tổ sư nói nghe, dạy người ta niệm một câu Phật hiệu còn hơn đem bảy báo cúng dường trăm năm. Vậy mà quý vị dẫn người ta đi để người ta nghe pháp niệm Phật, cái việc làm này là việc làm quan trọng lớn nhất của cuộc đời người ta. Mà cái việc làm trưởng đoàn mà dẫn người ta đi tu là làm việc của Phật Bồ Tát đó. Dẫn người ta đi tu, nó có những người người ta mới lần đầu mà ta đi đến chùa ta bị ảnh hưởng luôn. Có nhiều người cái quan niệm người ta nghĩ rằng ở trong chùa chắc không có ai đâu, người ta đến chùa mình cái người ta thấy người ta kinh ngạc, trời chùa gì mà đông dữ chợ. Mà có những người người ta giàu hơn mình, ta đi xa hơn, người ta có điều kiện không mà ta vẫn đi chùa. Có những người người ta học thức vô cùng luôn. Vậy là quan niệm mình sai rồi. Ngày xưa mình nghĩ là quan niệm là trời ơi, lo làm lo ăn chứ tôi có ăn cướp ăn giật của ai đâu mà đi chùa đi tu gì. Tôi là làm ăn đàng hoàng, tự làm tự ăn, tôi có làm điều gì sai đâu. Nhưng khi mình nghe pháp rồi mình mới thấy mình sai. Sai cái gì? Ích kỷ, chỉ có biết mình, không biết ai nữa hết trơn. Trong cái cuộc đời con người chúng ta làm được lúa, nhưng mà đâu dép ai làm, giải ai, ai dệt, đồ ai mai. Cuộc sống một ngày của mình là bao nhiêu đồ mà mình dùng đó, mình có làm ra đâu. Mình có làm ra lúa thôi mà. Nếu như mà mình không có cái tâm gì mọi người, vậy là phải ích kỷ không? Tội đây gọi là tội ích kỷ, tội không biết người khác, thua. Đó. Nên cái quan niệm sai lầm của những người cứng cỏi là quan niệm gì phải không? Quan niệm là tôi ở nhà, tôi lo làm, lo ăn. Tôi đâu có ăn cướp của ai đâu mà đi tu. Nhưng mà không ngờ họ tạo nghiệp mà họ vẫn không biết. Tạo nghiệp vẫn không biết. Đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ quý vị dẫn người ta đi tu. Dẫn người ta đi tu để cho người ta biết được Phật Pháp thù thắng. Nên những đức nói là quý vị nên làm trưởng đoàn, nên phát tâm làm trưởng đoàn. Ban đầu 5 người, 7 người, 10 người, 20 người, cứ dẫn ta đi tu đi. Mình biết Phật Pháp, mình tu được, mình dẫn ta đi tu luôn. Còn người nào mà không có tiền xe, người nào mà ta nghèo, hoặc người ta mới đi, người ta chưa biết phát tâm, thì bắt đầu là mình thuê xe cho người ta đi luôn. Mình dám làm luôn, mà có tiền mới làm chứ đừng đi mượn nợ nghe. Làm phải đủ duyên, hiểu không? Đó, nên ở ngoài Phú Yên á, tuốt ngoài đó mà xa vậy đi vô tới trong đây. Quý vị cứ chăn thật quý vị đi đi. Nó những đức nói rằng á, cuộc đời con người mình sống có mấy chục năm mà quý vị. Nên làm cái gì đó trong cuộc đời này. Nên những đức quý vị thấy đi đến đây, quý vị thấy những đức hết lòng, nhiệt tình, hết mình, cố gắng. Bỏ mạng không từ nan, gian nan không sợ khổ. Không, nhiệt tình nghĩa là rõ ràng đó. Nên đi về đây thấy cũng thấy rõ ràng đó. Nên từ nơi đó quý vị nên cố gắng. Tại vì sao? Vì Phật Pháp này tuyệt vời. Những đức nói hoài Phật Pháp cứu cuộc đời những đức nè. Chờ Phật Pháp cho mình được một cái ngước mặt làm người nè. Nếu không gặp Phật Pháp là cứ như là tiêu đời rồi đó. Nên tất cả chúng ta nắm chắc Phật Pháp, đừng có buông ra. Trong cuộc đời mình mà bỏ Phật Pháp là mình không có được một cái gì trong cuộc đời này đâu. Chồng nó nói anh thương em nhất trên đời à, rồi khi mình bệnh thương đi, mình mà bệnh cái thương đi, chia cho tôi miếng được không? Thôi anh chia không được. Rồi lúc mà mình thở nè, gần chết, mình nói anh ơi phụ thở em ơi, anh thở không nè. Lúc nóng thì cầm cái quạt quạt mình cái,
Còn lúc ăn cơm thì bớn chén cơm chia cho mình miếng, nghe không? À, rồi lúc thương á, thì hùng miếng cũng được. Nhưng mà lúc bệnh á, là cần nhất mà chia hồng, hồng, không được rồi. Gần chết là cần phụ giùm một hơn được không? Hồng luôn. Còn khi ra đi, đọa lạc hay giải thoát, ai giúp mình bằng mình giúp mình. Lúc này là lúc một mình phải đi nè. Lúc này là một mình đi nè. Nếu như vì một gia đình mà không chịu lo con đường của mình, vậy thì lúc mình ra đi một mình sẽ đơn côi, mình sẽ nặng nề, mình sẽ đi về đâu? Tam đồ ác đạo có phần cho mình. Nên người trí tuệ hiểu biết, lo làm, lo gia đình, nhưng mà cái gì tạo nghiệp đừng có làm, nhất là nghề sát sanh, ăn trộm ăn cắp, số đề số đuôi, thấy không? Rồi mai mối cho tiền góp, cho hụi, thôi nghĩ đi. Mấy cái này dù kiếm được chút ít nhưng mà thấy mồi không ổn, làm ăn chân chính cho nó ngon, thấy không? Hụi hàng đồ đó, kiếm được số vài bữa nó gom gom lại ngộ nghe chơi hụi nguy hiểm chỗ này nè. Ban đầu mới chơi nó kiếm được chút nghe, mà lời có nhiêu đâu. Chơi hụi giống như bỏ ống, mà bỏ cái ống này không có chắc, đưa cho người ta mà bỏ không chắc ăn đâu. Nó thời gian sau cái bà mà cầm đó đó, bà mà chủ hụi á, bà kẹt quá bà ôm xô cái rồi xong luôn, mình le lử. Nên bỏ vô cái ống á, cái ống phước duyên vẫn là thù thắng, đúng không? Nhưng mà bỏ vô cái ống hụi hàng là chưa chắc ăn. Coi chừng đó là quý vị là bị một ngày nào nó gom từ từ. Hụi là gì? Nó gom lại từ từ, nó gian, nó gom lại, nó gom lại. Đến lúc mà đủ duyên á nghe, quý vị được số rồi đó, là quý vị tăng lên cuộc chơi lên. Giống ban đầu thì nhỏ phải không? Mà lờ dài lần nó gom gom lại nghe, rồi lại của cải rồi thấy ngon á, bắt đầu tăng con số lên, tăng lên đúng đô của nó rồi đó nghe. Bắt đầu là nó vớt một phát quý vị trắng tay. Rồi là lúc đó quý vị sẽ thấy những đức nói có ý nghĩa. Nó gom quý vị vài năm trước mắt thì được, nhưng mà sau này nó dứt một phát quý vị sạch luôn, rồi cho tiền góp đồ này kia cũng vậy luôn. Đó có nghĩa là có ngày thế nào cũng bị vớt. Nên từ nơi đó những cái nghề này khỏi làm đi, chúng ta nên làm cái nghề khác cho nó bình yên hơn, chắc chắn hơn. Nó số đề số đuôi đồ ha, thôi đừng có lo ra à, chứa bài bạc đá gà rồi đó, mấy cái này là phải dẹp. Tại những cái nghề này không có tồn tại, không có đức, không có đức thì thế nào cũng chúng ta cũng sạt nghiệp à. Đó nên quý vị nhớ, nghe như vậy rồi thì chúng ta là người nghe đạo tu thì phải tạo đức tạo phước, nhớ biết đủ thì thường vui. Quý vị dù nhà nghèo nhưng mà cũng có ba buổi cơm ăn được rồi, như chùa mình nè, ba buổi cơm ăn vậy thôi. Những đứa buổi sáng không ăn cơm nổi, ăn mì cũng sống, đúng không? Mấy ngày nay lễ không biết làm sao, chắc nó vui sao kỳ cục, không ăn cơm. Ví dụ như tới giờ ăn cơm chút xíu đồ ăn cái rồi, chứ không có ăn như bình thường. Vậy mà vẫn vui, mà vẫn thấy cái mặt đầy đặn chứ không có ốp. Trời ơi, trong khi mà 4 ngày nay mà la kiểu này mà gặp mà nó hao năng lượng chắc cái mặt nó gặp hô cái nữa mà nó hót hai bên đây cái nữa chắc thôi rồi. Lễ xong tự nhiên Phật tử với mấy bà cụ trong chùa nói ủa sao thầy nay cái mỏ nhọn quét kỳ cục quá trời. Hiểu không? Nhưng mà quý vị coi 4-5 ngày nay nói chuyện, rồi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nó hao hơi tổn sức lắm chứ giỡn đâu. Vậy đó mà vẫn bình thường có gì. Bởi vì thấy cái cần cổ này đúng là ghê ha. Hồi sáng nhận ăn cũng nói nè, đúng là cần cổ thầy là cần cổ sắt. Nó tầm bậy. Cần cổ mà cần cổ sắt. Chứ cần cổ gì? Cần cổ kim can. Sắt nó còn mòn, kim can nó không mòn, đúng không? Nên từ nơi đó quý vị nhớ nè, cái chuyện này là phải nói hoàn toàn là Phật Bồ Tát gia hộ. Chứ nó mà tắt tiếng là tiêu. Gặp mà bước lên mà gặp mà nhất tâm đảnh lễ nam mô nhất tích dân tinh Thích Ca Mâu Ni bỏ rồi thua luôn. Gặp mà khang tiếng mà lên mà sướng cái kiểu đó, quý vị nghĩ quý vị dưới lễ sao? Ôi ôi lễ sao trời, nhận đức mà hừng hực quý vị mới dưới lễ nổi nghe. Chứ gặp mà ở trên đây mà lễ kiểu đó chắc quý vị ở dưới quán thế âm bồ tát
thôi chắc nằm ly liệt cái chứ, nghe không? Đó rõ ràng Phật Bồ Tát gia hộ. Thêm cái việc mà hồi sáng như Đức nói đó, niệm mấy ngày mà câm mà niệm ra tiếng được, thời đúng là bổ nguyện Bồ Tát kinh khủng thiệt. Bởi vì cứu khổ cứu nạn để dẫn dắt đến tịnh độ rõ ràng, thấy không? Rồi cái ông mà đứt cái sợi dây nói mấy năm mà vậy mà bây giờ phát âm được luôn, đúng là kinh thiệt chứ. Cái chuyện này là không thể nghĩ bàn mà. Bởi vì mình tin vào bổ nguyện của Phật Bồ Tát là cuộc đời mình yên tâm. Tin vào ông chồng chưa chắc, có ngày nó bỏ mình hụt hẳn liền. Đừng có nói chuyện giỡn. Giờ họ nói họ thương, họ nói trời bao nhiêu lời hứa hẹn nha. Một ngày nào nó gặp con khác được hơn, nó bỏ mình, cái lúc đó mình rớt giống như từ trên núi cao rớt xuống cái chùm. Giỡn đâu. Bởi vì tin Phật Bồ Tát là chắc nhất, tin nhân quả là chắc nhất. Còn bây giờ ta nói ta thương mình kệ người ta, nhưng mà mai mốt ta bỏ mình nói ơi bèo hợp bèo tan là chuyện của bèo, đúng không? Hiểu rồi. Còn nếu như mình đặt vào vai trò người ta hết trơn, có ngày mình hụt hẳn đó, ở cái cuộc đời này vậy đó. Nên quý vị nhớ là đừng bao giờ hụt hẳn với con người nghe. Nó bây giờ thấy hạnh phúc vậy nó ngon lắm, nhưng mà bất chợt cái gia đạo nó xảy ra vấn đề kỳ cục lắm, nghiệp duyên nó đến là nó xảy ra kỳ cục lắm. Đừng có hụt hẳn, đừng có nói là tại sao như vậy, đừng có dùng câu tại sao. Càng dùng câu tại sao thì càng khổ. Mà phải nói rằng là đi đường thì có lúc bằng, cũng có lúc ổ gà, có lúc đường hẹp, có lúc đường to. Vậy thì cuộc đường đời của mình cũng vậy, có lúc thì thuận tiện mà có lúc cũng chông gai. Điều là do nhân mình tạo. Thuận tiện thì gặp thuận tiện, chông gai thì gặp chông gai, hiểu không? Như vậy thì thuận tiện cũng niệm Phật, mà chông gai cũng niệm Phật. Chỉ có hướng đến chỗ nào? Thế giới cực lạc mà về là tốt nhất. Đó. Không nói như vậy có nhiều người dính chứ không phải không dính đâu. Trong cái hội chúng này ngồi đây á, cũng có nhiều người chúng ta khổ lắm đó quý vị. Nhận Đức nói cho quý vị nghe, nghe chùa của mình á, Nhận Đức hỏi 500 bà già, 500 bà già để kết luận luôn. Hỏi bà, Nhận Đức hỏi như vậy nè quý vị. Cụ ơi, bây giờ Nhận Đức hỏi tất cả các cụ ngồi trong đây, trong cuộc đời các cụ bây giờ từ khi còn trẻ và tới bây giờ là 70-80 tuổi, Nhận Đức hỏi các cụ chân thật, các cụ cho lên một lời rất nhiệt tình đi. Trong cuộc đời của các cụ, nếu để lên bàn cân vui và khổ như vậy thì cụ nào nói vui nhiều đưa lên tay, đưa tay lên coi thử. Vui nhiều hơn khổ đưa tay lên coi thử coi. Thì không có một bà cụ nào đưa tay hết. Còn Nhận Đức hỏi là cụ nào đưa tay lên mà khổ nhiều hơn vui, thì hoàn toàn đều đưa tay lên là trong cuộc đời khổ nhiều hơn vui. Có nghĩa là khổ thì đa phần mà vui thì không có bao nhiêu hết trơn. Vậy tại sao chúng ta không chọn một cái quốc độ mà toàn vui không khổ, mà mình về quốc độ cực lạc mình còn biết người thân mình ở đâu nữa. Còn ở đây thương nhau mà không tu, qua một đời này gặp nhau chém nhau cũng không biết đời trước là vợ chồng, mê hoặc điên đảo liền. Chúng ta khi nhập thai là mê khi kết ấm liền. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình phải cố gắng lo tu quý vị ơi. Bây giờ Nhận Đức nói chuyện chút xíu gì. Ở đây bên đoàn Phú Yên có ba Nhận Ăn với có ai lên phát biểu vài câu cảm nhận khi đi đến đây, vài câu sơ sơ thôi. Kết duyên, mời ba Nhận Ăn với còn vị nào nữa không? Lên đây. Mẹ ai? Mẹ cô Hệ. Cô Hệ. Lên đây, ba Nhận Ăn lên đây luôn. Kệ đi, kết duyên. Không, một phái đoàn Phú Yên á nghe. Phan Thiết nè. Phan Thiết, đoàn chữ đoàn Phan Thiết lên đây. Rồi có Phan Rang không? Để trước nhất là ông cụ này. Ông cụ này là lễ được bao nhiêu lại ông cụ? Ông nhiêu tuổi rồi? Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi là ở Phú Yên, xã An Ninh Đông, làng Phú Hạnh, tên là Hậu Thu Quý Y của Thầy Hoài Thượng, Hòa Thượng Quyên Quang ở chùa Long Phú. Tôi là một gia đình Phật tử cho chùa đó. Tức là hầu 16 tuổi. Bây giờ về đây ông cụ.
Bây giờ tôi nguyện vô đây, tôi nguyện Đức Phật Quan Âm là chứng minh tôi đi hai lần, lần này tôi lại nguyện hết đủ 2.000 lạy mà dư có thể về lửa 100, 200 nữa cũng được, cũng được, cương quyết. Vì tôi đi đây là nhờ mấy cháu làm cái nước đồ nhẫn đi đó, nó sợ ấy, tôi nói không sao, tao quyện bữa trước rồi, từ lên xe đi tới chẳng ta làm kết quả gì một chuyến rồi, chuyến đã đi có chết cũng được, nhưng mà tao quyện đi, kỳ này cho lại cho được, cho mấy cháu bắt trước làm theo, không có sao hết, thì tôi lại thấy nó rất khỏe, và hơn nữa tôi nghe cái mấy cái thầy 2 năm, mà tôi ao ước, tôi biết mấy thầy vô này, không biết, tôi gặp tôi mừng quá, là đội ơn cho quý thầy, để mà ban phước từ bi cho chúng sanh. Và tôi năm nay là 80 năm, hàng ngày tôi tụng kinh sau mơ á là một thờ đó, chiều một thờ đó, tôi chạy luôn à, bình thường luôn, hầu giờ hầu chiến tranh, thằng Mỹ tới, thằng đại hàng tới, tôi cũng sợ, tôi ở gia đình tôi làm Phật tử, tôi cũng sợ, tôi niệm Phật đi miết, tôi cũng làm hại à. Tới bây giờ đây chứ giờ tôi lại đây, mấy cháu nó bữa đầu giờ mấy cháu sợ té nó chắc đâu ngồi, tôi cương quyết, nghĩa là cái thân này cũng đi giả tạm, có thể là giả tạm, mình cương quyết không làm nô lệ nó, để tôi lại được thì trước được là mấy ngàn trước lại được hết, mà dây lên vô chùa thưa ông kia là nó làm nô lệ thằng nhỏ, nó sai đi buổi chiều 3 lần, tôi giờ tôi cương quyết ta không làm nô lệ thằng nhỏ, để ta cương quyết lại kỳ này tôi lại là được hết, hoàn toàn là vui. Và hơn nữa các anh em bà con ở gần nó thấy vậy nó nản, mà nó nhỏ hơn tôi hay là nó làm được nó không làm, tôi phải cứ việc làm, tôi làm nó cừ, và tôi làm 2 đêm đâu đây ở đây đó, thì là làm bắt trước làm theo, rồi có hầu nó ngủ nó không làm, tôi làm theo, tôi nhại lại nó cừ, nó làm nên là sâu nấu đó, cho nên cái đêm thứ 2 đây đó tôi lấy cái chỗ tháp nó dành hết, tôi ai cũng dành hết, mà chỗ tôi ngồi nó không biết tôi, nó không tao nó dành cho ngồi, tao nói chỗ đây cố Phật, chỗ đây cố chung, nào dành thì cố bay cứ ngồi, tôi ngồi chứ không, tôi ngồi cười giác pháp Quan Âm, tôi lấy ở ngoài đất, bữa sau tôi lấy ở đất mà rồi nó khé nó ngon đó, tôi nói bà con đây là cương quyết phải lại theo tôi lấy ba cách, tôi ngồi giúp ăn tôi lại cũng được, tôi quỳ tôi lại cũng được, tôi đứng lại cũng được, tôi đứng lại cũng được, mà nhưng mà tôi niệm Phật ở đây, tôi niệm từ mơ sớm chiều, chuyện tôi tới tôi niệm được, tôi không có cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cả đội ơn cho quý thầy thượng cả và quý thầy và bốn đạo ở trong chùa Hộ Pháp. Và bữa trước tôi đi, tôi vô trong đó, tôi cũng dường chùa đó không có ai biết hết, bữa sau tôi lên tôi huyền cúng nữa, mà tôi là nghèo khổ, huyền cúng nữa mà không được, tôi về tôi hoang ức, bữa nay tôi nghe vô đó nữa là tôi mừng, bữa nay tôi vô mừng Hòa Thượng ban đức từ bi cho chúng con, được nhờ bên đây mừng hết sức. Nam Mô A Di Đà Phật, đã nhường khác nói, tôi nói sao chịu không hết điểm tôi. À, 85 tuổi hả? 85 tuổi mà nói chuyện giọng dạc ha. Lễ 2.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, vui vẻ hoan hỷ ha. Cho chàng pháo tay nghe. Đúng rõ ràng người tu hành có tâm quyết khỏe vui, vậy thì chắc chắn là niệm Phật gì là cuối đời giảng sanh là chắc. Rồi chúc ông cụ sáng suốt cuối đời biết ngày giờ giảng sanh về cực lạc nhé. Ai giờ đào vợ ở đây ba thầy Nhân Ăn ở trong chùa Phụ Nhân Đức, mời chú có vài lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính Phật, kính bạch chư tôn hòa thượng Thích Nguyện Chủ, kính bạch thầy Nhân Đức, kính bạch quý sư cô, kính bạch quý thầy, kính thưa quý bạn đồng tu trên mọi miền đất nước về chùa Tổ Đình Hộ Pháp lễ viếng Quan Âm Bồ Tát. Hôm nay là con về chùa Đại Đồng Lâm Tổ Đình Hộ Pháp, là bắt đầu con về từ năm 12, nhưng mà
con nghe thầy Nhuận Đức thuyết pháp từ trên tỉnh Thất Quan Âm tới Đại Tùng Lâm và với Tổ Đình Hộ Pháp đây, thì con thấy gia đình con nghe pháp, thì con vừa gia đình con cũng chia sẻ với anh em bà con xung quanh con trong nhà, thì rất là nhiệm màu, rất là ổn định. Cho nên con của con là 5 đứa, nhưng mà không có đứa nào mà nói một tiếng chứ cha mẹ buồn. Là đây là cũng do cái công đức của thầy là ban bố cho con để mà con nương tựa như ngày hôm nay. Cho nên con từ đó, từ năm 12 tới nay là con quyết chí rất là tin Bồ Tát. Cho nên mỗi khi mà con có nguyện cái gì là con nguyện đúng với chánh pháp là sẽ hoàn thành, không bao giờ sai. Cho nên tự lòng tin con rất tin. Cho nên con thành tâm yêu cầu quý bạn đồng tu các nơi hoan hỷ cho nhận thành, là cố gắng là niệm Phật mà để một đời này được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong khi cuối là cô cho con nói một bài kệ nhé thầy. Dạ. Cho con xin có một bài kệ rất hay nhưng mà rất ngắn thôi. Xin quý bạn hoan hỷ nha. Ngày tháng trôi qua diệt kiếp người, cuộc đời như thở án mây trôi. Buông tay nhẹ gót về theo Phật, chín phẩm đài sen tỏa sáng ngời. Trong đây cuối lời con á, thì con xin phép thay lời của quý bạn đồng tu khắp mọi nơi, thành tâm cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý thầy thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, tâm bồ đề vững chắc, luôn luôn lấy giáo pháp chỉ dạy cho phí Phật tử chúng con tu học. Nam mô A Di Đà Phật. À, thầy Nhuận Ăn, bên ba thầy Nhuận Ăn nói chuyện đặc biệt quá à. Nó kệ đồ dữ quá à. Niệm Phật phát sinh trí tuệ nghe. Rồi chú ở nhà cố gắng siêng năng niệm Phật, cứ niệm Phật tới cùng mai mốt và Phật báo biết ngày giờ có gì đến chùa Hộ Pháp chúng ta diễn bài pháp để cho chúng sanh ta tăng tín tâm nghe. Rồi ai với đâu Phật sanh một người con mà đi tu gặp ngay tịnh độ phục vụ chúng sanh, đây là đại phước báo quý vị. Thù thắng lắm. Mấy cô đến gần đây nè. Cô là đoàn ở đâu? Mẹ Thiên Huệ được. Cô dạy lời hả? Dạ hôm nay giờ đây bữa 18 cũng cầm tu niệm Phật, giờ tới chùa cầm tu niệm Phật cũng khỏe dồi dào cũng tốt. Vô thấy cô đó, Liên Huệ thấy khỏe cũng mừng rất vui. Con cũng cảm ơn các thầy các cô các hết đây. Con A Di Đà Phật. Con A Di Đà Phật. Mẹ của một người con trong đây dẫn đoàn vô đây tu nên con cũng phục vụ ở đây. Hồi có người con đi tu mình rất là mừng, mai mốt mình tuổi già biết đâu mình nương vào đứa con này. Có khi 4-5 đứa con chứ ngoài nó lo việc chứ lắm. Có khi cuối cùng nó nói chứ mình vô mình nương tựa đứa con tu nó yên hơn nghe cô. Rồi cô cố gắng niệm Phật, ai về đọc Phật. Đây cô. Dạ đây luôn ở Phú Yên là con cũng biết kinh Phật là từ hầu lâu rồi, nhưng mà con cũng đi nhiều chùa lắm rồi thầy. Nhưng mà con cũng muốn quy y, con thấy những cái chùa khác sao tự nhiên con không có thích. Con giờ đây là nay đã 2 năm. Con xin thầy Nhuận Đức cho con được một pháp danh là con quá sức mừng. Nên con nguyện cái đợt này Nhuận Đức là lên là 200 lạy là con phát nguyện mà rất là lớn luôn. Khi con ra đi không biết bao nhiêu người cản cho con. Chồng con cản đến nỗi anh kinh con, anh nói là bà vô trong chùa bà mang cái hai cốt giờ mà còn phóng phát nguyện. Mà cái ngày nó mưa lớn gơ lắm thầy, qua ngày nó mưa sáng nó mưa gơ mưa lắm, coi như là con nói từng nào xe không đi mà con không đi được, không ai chở con đi thì con không đi, mà xe chở thì con vẫn đi. Con vô trong con nguyện nếu con chết con mang hai cốt cho con vẫn đi. Con là quyết tâm là con nói gót theo thầy Nhuận Đức dẫn con đến Tây Phương Cực Lạc, con không thể nó con bỏ được.
cho nên sao cái cô nguyện cái tự nhiên cái chiều nó hết mưa này nó không cái mưa nó tạnh cái lên thì đi thiệt ngon vậy vô từ đây rồi đâu nghỉ mai nghỉ bao tin nó quậy là mưa lục lậu lớn lắm đi không được luôn ạ. Con thấy cái bát nghiệm của con nó rất là rộng lớn như vậy là thầy con thấy là Phật rất là linh hiển, con cứ kính lạy Phật, kính lạy cái chùa đi rất là linh nên là con A Di Đà Phật nhá câu phát nguyện lễ 2000 lại chồng gầy nói bà mà đi lại coi chừng bà đem hài cốt về ý là lại 2000 lại rồi chết đó đúng không. Cuối cùng mưa gió ầm ầm mà phát nguyện sao hết mưa rồi đi đến đây được rồi cuối cùng hôm nay cũng khỏe ngon lành chứ không đến nỗi đưa đi thiêu rồi được rồi thôi cố gắng nghe cố gắng niệm Phật A Di Đà Phật. Chú là đoàn dạ con là đoàn ở Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Nhật Đức. Kính bạch các quý thầy và các sư cô và cùng với các liên hữu đồng tu đang có mặt ở chùa Hộ Pháp. Xin một tràng vỗ tay. Hôm nay thì chúng con cũng có đủ nhân duyên để gặp thầy và có duyên để được tham dự cái buổi đảnh lễ Ngũ Bích Chanh mà thầy tổ chức 2000 lạy trong 4 đêm. Đây là việc hy hữu khó làm. Đó và chúng con rất là vui mừng và tán thán công đức của thầy vô cùng. Thật ra từ khi con biết pháp môn tịnh độ thì con đã biết từ năm 2010 đến nay là con đã biết đến Tịnh Thất Quan Âm và con cũng nghe theo lời thầy tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ và lễ Phật niệm Phật của thầy Giác Chàng đến bây giờ con vẫn thực hiện. Và sau này thì nói thật ra là khi mình đi chùa thì các quý thầy á, chỉ là mình chỉ biết đến chùa và không đưa ra một cái phương pháp tu chuẩn xác và cách để mình niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, chúng con chưa có hiểu sâu xa. Và từ lúc năm 2019 đến nay thì con đã gặp thầy Nhật Đức và chia sẻ Phật pháp trên mạng internet, chúng con vô cùng hoan hỷ. Và từ đầu năm 2022 đến nay là chúng con lúc đầu thì chúng con cũng tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật, nhưng mà từ đầu năm 2022 đến nay thì chúng con đã chuyển qua niệm một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Và mỗi ngày nghe hai bài pháp chia sẻ của thầy, buổi sáng là quyết chí một đời một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, buổi chiều thì chúng con nghe quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Và chúng con hàng ngày là lễ Phật niệm Phật hai thời không bỏ, sáng tối tối thiểu là hai thời. Và đến nay thì để tri ân thầy thì chúng con cũng không biết gì hơn, chúng con nghe lời thầy và đây là cái báu vật quý giá vô cùng đối với Phật tử của chúng con. Và chúng con sẽ để tri ân thầy thì chúng con cố gắng niệm một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng và quyết chí một đời vãng sanh cực quốc để về với Đức Phật A Di Đà. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Rồi cảm ơn là cứ niệm Phật tới cùng thì quyết chí đời này về cực lạc là cảm ơn đó nghe, xác thực nhất luôn. Và mỗi ngày sống vui vẻ, đừng có buồn giận ai để trong tâm. Nhớ cái việc quan trọng vô cùng là coi lại cái tâm mình. Mình thì sống thế nào cũng có buồn người ta, chuyện này chuyện kia, thế nào cũng có buồn thôi. Nhưng mà buồn xong mà buông ra sớm hay buồn trễ thì coi lại cái tu của mình. Nếu như buồn lâu quá thì nó lâu quá mới buông thì tự nhiên mình thấy mình khổ nhiều. Còn nếu mình buông sớm chừng nào thì tốt chừng đấy. Nên từ nơi đó mà đừng có buồn ai để trong tâm thì bị khỏe dữ lắm. Và nhớ là ngày 17, 18 tháng 11 với Di Đà, quý vị khắp nơi quý vị cố gắng sắp xếp, chúng ta dẫn đoàn đi đến đây để dự khóa tu 2 ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà. Ngày 17 là ngày thứ bảy, ngày 18 là ngày chủ nhật, 2 ngày tháng
tháng 11 âm lịch nha. Chúng ta về đây tiếp tục gặp nhau để tu. Còn mỗi ngày thì quý vị đều có thể nghe những đức hai bài chia sẻ trên trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ. Lúc nào cũng nghe để được bổ túc. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả những vị trưởng đoàn và những người đi chung tu ở đây và khắp nơi nơi nên chân thật phát tâm dẫn dắt người ta đi tu, để mà cuối cuộc đời chúng ta đều tính nguyện kiên cố để mà đều gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tự và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.